Tin bóng đá hôm nay, Xuân Trường đã về Hoàng Anh Gia Lai. VFF đàm phán hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Barca cần thanh lý Coutinho và Dembele để có tiền chiêu mộ Neymar. MU từ bỏ Maguire vì cầu thủ này quá đắt là những tin đáng chú ý trong 24 giờ qua. Xuân Trường về nhà nghỉ phép. Tối 26 tháng 6, Xuân Trường đã đặt chân về tới sân bay Nội Bài sau khi câu lạc bộ Buriram chính thức kết thúc hợp đồng trước thời hạn với tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Lương Xuân Trường khoác áo Buriram theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm từ đầu năm 2019. Sau hơn 4 tháng, tiền vệ người Tuyên Quang đã thi đấu 6 trận ở Thai League và 3 trận ở AFC Champions League. Anh ghi một bàn thắng và một lần kiến tạo cho đội bóng Thái Lan. Hoàng Anh Gia Lai xác nhận Xuân Trường sẽ trở lại khoác áo Hoàng Anh Gia Lai ở giai đoạn lượt về của V-League 2019. VFF bắt đầu đàm phán gia hạn hợp đồng với người đại diện huấn luyện viên Park Hang-seo. Chiều nay 26 tháng 6, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã có buổi làm việc với ông Lee Jong-jun, người đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo xung quanh kế hoạch tái ký hợp đồng với chiến lược gia người Hàn Quốc. Cuộc họp diễn ra trong khoảng thời gian 4 tiếng và đôi bên chưa thể đi đến việc ký kết hợp đồng mới. Tại buổi làm việc, hai bên đã ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc đảm bảo và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho công việc của huấn luyện viên Park Hang-seo kể khi từ nắm quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam cho đến nay. Trên cơ sở những đóng góp và thành tích mà huấn luyện viên Park Hang-seo đạt được cùng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam cũng như tình cảm yêu mến của đông đảo người hâm mộ dành cho ông thầy người Hàn Quốc, VFF và người đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo đều bày tỏ thiện chí tiếp tục cùng nhau hợp tác và cùng nhau phối hợp tạo những điều kiện tốt nhất để huấn luyện viên Park Hang-seo cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF và đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thống nhất triển khai các bước chuẩn bị tiếp theo cho kế hoạch tái ký hợp đồng trong thời gian tới. Bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam bất ngờ tụt hạng. Kết quả tại Gold Cup 2019 đã ảnh hưởng đến vị trí của không ít đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA, trong đó có Việt Nam. Nổi bật trong số đó là bước tiến nhảy vọt của đội tuyển Haiti với những kết quả ngoài mong đợi tại Gold Cup 2019. Dù bị đánh giá thấp tại bảng B Cup vàng CONCACAF 2019 nhưng Haiti lại gây bất ngờ lớn khi toàn thắng cả 3 trận, cùng 9 điểm tuyệt đối. Đó là chiến thắng 2-1 trước Bermuda, 2-0 trước Nicaragua và quật ngã ứng viên vô địch Costa Rica với tỷ số 2-1. Với 3 chiến thắng đó, theo tính toán của trang Football Ranking, DT Haiti sẽ có được tổng cộng 47,7 điểm lên thành 1.266,7. Với điểm số này, đội bóng Trung Mỹ sẽ nhảy vọt 11 bậc trên VXH từ hạng 101 lên hạng 90 thế giới. Điều đó đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam sẽ bị đẩy từ vị trí thứ 96 xuống 97 thế giới. Bình Dương FC nhận thưởng 300 triệu đồng sau khi giành vé vào chơi chung kết. VFF đã quyết định thưởng cho câu lạc bộ Bình Dương 300 triệu đồng sau khi đội bóng này giành vé vào chơi trận chung kết khu vực Đông Nam Á AFF Cup 2019. Trước đó, với lượt bàn thắng trên sân khách, đội bóng đất thủ đã vượt qua đại diện của bóng đá Indonesia PSM Makassar. Ở trận chung kết tới đây, Bình Dương sẽ chạm trán Hà Nội FC. Báo quốc tế quan tâm tới chuyện VFF và huấn luyện viên Park đàm phán hợp đồng. Ngày hôm qua, đại diện Lee Jong-eun của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có cuộc đàm phán đầu tiên với VFF về bản hợp đồng mới. Báo giới Đông Nam Á cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến sự kiện này. Liputan 6 của Indonesia đã có bài viết, gặt hái được nhiều thành công. Đội tuyển Việt Nam muốn gia hạn hợp đồng với thầy Park. Tờ báo này cũng phân tích kỹ về giá trị của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam. Kể từ khi đặt chân đến Việt Nam, ông Park Hang-seo đã thể hiện được ma thuật của mình bằng cách đưa đội tuyển quốc gia nước này trở thành vua bóng đá ở Đông Nam Á, thậm chí bắt đầu khẳng định được dấu ấn ở đẳng cấp châu lục. Hợp đồng hiện tại của ông Park ký kết với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF có thời hạn đến ngày 31 tháng 1 năm 2020. Cuộc đàm phán đầu tiên gặp khó khăn vì hai bên chưa thống nhất được về vấn đề lương bổng. Một tờ báo của Indonesia khác là Bola thì khẳng định nếu hợp đồng giữa VFF và ông Park sớm hoàn thành,
chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ dồn toàn lực chuẩn bị các giải đấu quan trọng SEA Games 2019 và vòng loại World Cup 2022. Đến với các tin tức chuyển nhượng quốc tế, tờ Daily Mail khẳng định Barcelona chỉ có thể chiêu mộ tiền đạo Neymar của PSG nếu họ bán được hai ngôi sao Philippe Coutinho và Ousmane Dembele. Bộ đôi nói trên hứa hẹn sẽ giúp Barca thu về tối thiểu 200 triệu bảng trong trường hợp họ bị thanh lý. Dù rất muốn sở hữu tiền đạo Wilfried Zaha, Arsenal lại không đáp ứng nổi mức phí chuyển nhượng 80 triệu bảng mà phía Crystal Palace đưa ra. Zaha bắt đầu chơi cho Crystal Palace từ năm 2015 và anh cũng hứng thú với viễn cảnh được chơi cho pháo thủ. Tin từ Gianluca Di Marzio, AC Milan đang thuyết phục các đối tác phía Real cho họ mượn hậu vệ trái theo Hernandez. Mùa giải trước, cầu thủ này thi đấu cho Real Sociedad theo dạng cho mượn. Ban lãnh đạo Paris Saint-Germain đang tìm cách chiêu mộ thủ thành Gianluigi Donnarumma của AC Milan. Để đạt được mục đích, họ sẵn sàng để thủ môn Alphonse Areola ra đi theo chiều ngược lại. Trong nỗ lực tìm người thay thế lão tướng David Silva, Man City đã hướng sự chú ý tới tiền vệ Isco của Real. Do đã 33 tuổi, có thể Silva sẽ chỉ đá cho nhà đương kim vô địch giải ngoại hạng Anh thêm một mùa. Sau Napoli, vừa có thêm Atletico Madrid gia nhập cuộc đua nhằm có được tiền vệ James Rodriguez của Real. Cầu thủ người Colombia này mới trở lại Real sau hai mùa giải thi đấu cho Bayern theo dạng cho mượn. Tiền vệ trẻ Jack Black của Leeds United đã tới London để tiến hành kiểm tra y tế. Nếu được mua về với giá 10 triệu bảng, anh trở thành tân binh đầu tiên chuyển đến Tottenham trong một năm rưỡi trở lại đây. Inter Milan vừa bán tiền đạo Andrea Adorante cho Parma với giá 5 triệu euro. Nếu hoàn tất cuộc kiểm tra y tế, Adorante sẽ ký hợp đồng 4 năm với Parma. Tiền vệ Denis Suarez đang cân nhắc khả năng rời Barca để chuyển sang khoác áo Valencia. Đội bóng sẵn sàng mua anh với giá 15 triệu euro. Ngoài Valencia, một đội bóng khác là Celta Vigo cũng dành cho Suarez sự quan tâm đặc biệt. Cùng được Bayern và Milan theo đuổi, nhưng hậu vệ Ozan Kabak của Stuttgart thích đầu quân cho hùm xám hơn. Theo báo giới Đức, cầu thủ 19 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ có thể cập bến Bayern sau vài ngày nữa. Tờ Marca tiết lộ, đội trong hôm nay Sevilla sẽ mua xong tiền vệ Joan Jordan của Ajax. Đây là thông tin không vui vẻ gì dành cho Arsenal, đội bóng cũng muốn đưa Jordan về Emirates. MU đã từ bỏ mục tiêu Harry Maguire khi cho rằng mức giá 100 triệu bảng mà Leicester gán cho anh là quá đắt. Theo ước tính của Quỷ Đỏ thì giá của Maguire chỉ khoảng 60 triệu bảng. Maguire từng được Leicester mua về từ Hull City vào năm 2017 với giá 17 triệu bảng. Trong 2 năm qua, cầu thủ 26 tuổi người Anh này đã trưởng thành vượt bậc và hiện giờ anh đang được Leicester treo giá tới 100 triệu bảng, 90 triệu bảng giao ngay và 10 triệu bảng phụ phí. Đây là con số quá lớn so với số tiền MU sẵn sàng bỏ ra để đổi lấy Maguire. Theo ước tính của đội chủ sân Old Trafford thì mức giá của hậu vệ mang áo số 15 của Leicester chỉ dừng ở 60 triệu bảng là hợp lý. Thực tế, ngay cả khi MU không rút lui khỏi cuộc đua giành Maguire thì cũng rất khó để họ tậu được cựu hậu vệ Sheffield United. Lý do là bởi ngoài MU, cả Man City cũng muốn có được sự phục vụ của Maguire. Cầu thủ mới gia hạn hợp đồng 5 năm với Leicester hồi tháng 9 năm ngoái. Tất nhiên, Man City đang là điểm đến hấp dẫn hơn hẳn so với MU. Đến với Etihad, Maguire sẽ đứng trong hàng ngũ của tập thể siêu mạnh được dẫn dắt bởi huấn luyện viên lừng danh Pep Guardiola. Trong khi đó, nếu gia nhập MU thì trước mắt anh sẽ không được dự Champions League mùa tới. Inter Milan vừa bán tiền đạo Andrea Adorante cho Parma với giá 5 triệu euro. Nếu hoàn tất cuộc kiểm tra y tế, Adorante sẽ ký hợp đồng 4 năm với Parma. Trong nỗ lực tìm người thay thế lão tướng David Silva, Man City đã hướng sự chú ý tới tiền vệ Isco của Real. Do đã 33 tuổi,
có thể Silva sẽ chỉ đá cho nhà đương kim vô địch giải ngoại hạng Anh thêm một mùa.